Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Dạ, mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em là Hường Thị Minh Tuyền, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. À, Tuyền đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng của siêu thị Ministop. À, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, cũng được 2 tháng, 3 tháng rồi. Mới vô đây có 3 tháng à? Dạ, trước đó thì cũng có, nhưng mà em đi làm ở nơi khác, xong rồi em lại quay lại đây. À, mới vô có 3 tháng đi tìm người yêu rồi ha. Nào, bạn trai. Em tên là Trương Xuân Hùng, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh. Quê gốc của em thì ở Quảng Bình, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu ạ. Ủa, vậy là mình lại ở Vũng Tàu, không? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu luôn chị. À, mới lên. Dạ. Mới lên sáng này luôn hả? Dạ dạ. Bạn mới vô 3 tháng, bạn mới lên ngày. Hai mốt mình hẹn hò sao bạn trai? Mà bao lâu thì bạn lên thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn gái một lần được? Có thể tuần lên lần được chị, tại vì cũng gần chị thôi. Giờ Vũng Tàu gần mà, đi xe chạy chút xíu tới gì đâu ha. Tàu cách ngầm 1 tiếng 15 phút. Mà mình có ngại gì không? Mình muốn bạn trai thăm mình tuần mấy lần? Anh rảnh lúc nào thì thăm được thì thăm thôi chị. Giờ ví dụ người ta không thăm, ta ở luôn được không? Dạ, vậy tốt quá. Dạ, tốt được. À, rồi bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu nè. Dạ. À, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em hát tốt, tại vì mọi người khen em hát cũng được. Em cũng biết chơi guitar. Nếu như mà có thời gian em nấu ăn, em cũng nấu cũng ăn được. Dù như vừa nấu ăn, vừa đàn, vừa hát được không? Dạ, chắc không. Rồi, vừa đàn vừa hát. Dạ, em cảm ơn chị. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Da 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 na 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 na. Nên nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao? Trời ơi, trời ơi, ơi trời ơi. Tưởng rồi đó. Đó là quá xuất sắc rồi, hay quá. Rồi. Bài hát gì trời ơi không à? Em biết đàn hát không? Dạ, em biết cái khác. Em có thể chơi được nhiều môn thể thao. Có thể biểu diễn võ. Võ đi, biểu diễn võ đi. Biểu diễn võ đi. Đứng lên biểu diễn. Mời anh Quỳnh Linh lên biểu diễn. Cái này có thể... Cái này các bạn nữ có thể tự vệ. Các bạn nữ mà bị nắm tay giống như là... Hình như anh Linh đóng vai nữ á, phải không? Anh Linh đóng vai người dê. Bên này... Bên này đóng vai nữ. Ví dụ mình bị nắm tay đi bên này. Anh nắm tay ta đi, anh dê ta đi. Nắm tay như là mình mà càng dạy dụ thì sẽ càng chắc. Em nè. Và cục tên này kéo ra là tự bung thôi. Rồi mình chạy. Đúng này đẹp trai lắm á. Thử cũng thấy coi. Đi một vài đường đi 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 được mà. Sao sao quần này có độ giãn không? Dạ có độ giãn. À, được được. Như bữa kia lên đá tét quần rồi đó. Bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi. Ví dụ mình đứng cái thế này quay đá. Như này hoặc là em quay con đá hết được đá hết nó công trúng. Cũng được thấy cũng dạ. Được. Hỏi đàn trai thoải mái. Em tự tin lên em. Mà mai là vẫn khó chịu. Có điểm yếu nào không? Có điểm tật xấu gì không? Có tật xấu, nhiều khi em mệt quá, em ngủ nhiều khi còn có ngáy. Ngáy? Dạ. Chưa điểm nó chưa yếu đâu. Ngáy nhiều người ngáy lắm. Khi nào ngủ đáy dầm mới sợ. Ngoài ngoài cái tật đó ra còn gì nữa không? Không khó chịu, không biết ai làm sai với em, nhiều khi em cũng khó chịu nhưng mà em nói ra là thôi. Đàn ông mà khó chịu làm chi? Không, ví dụ làm sai với mình vậy thôi chị, chứ nói ra là thôi chứ không có để bụng hay là. Thích người bạn gái thì sao? Nói chung là dễ nhìn, cao cỡ 1m57 trở lên là được chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m74 chị. Còn về vóc dáng thì mập với ốm gì cũng không sao. Tại người ta nói mập thì đẹp mà ốm dễ thương, còi xương thì dễ mến. Cái đó mình về mình nuôi được không sao hết. Không thích điểm nào ở người phụ nữ? Em không thích phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân. Mấy ăn diện chút cũng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cái đó không quan trọng. Tại vì phụ nữ ra đường thì cứ đẹp không đúng sao rồi, hết. Đúng rồi, mình thích vậy nè. Dạ. Với lại không thích làm lố quá hay gì ở đám đông, thể hiện lố quá thì em cũng... Làm lố quá là làm gì, ví dụ? Mình đang ở đám đông mà ví dụ mình nhoi hay gì đó thì... Nhoi thể hiện tình cảm hay nắm tay nhau hay là hôn nhau một cái gì được không? Dạ được, cái đó bình thường gì. Bình thường hả? Dạ thôi đừng có hỏi nữa, người đàn trai hỏi hết thôi. Mà mai cứ một số mối đàn trai hoài. Đàn trai cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Hơi mụn nhiều nha. Dạ. Ủa vậy thì hả? Em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Về tính tình hay về vóc dáng như thế nào không? Cao to nghe em mà.
Em cao 1m63 mà em nặng tới 58, gần 60 rồi đó. Hơi lố ha. Dạ. Kìa, đàn trai quá. Ô trời ơi, dễ thương quá. Anh đây đẹp trai đó. Điều cái tuổi dậy thì nó hơi nổi mụn nhiều thôi. Mỗi người của em tìm như thế nào? Cũng khùng như đám đông anh ơi, em cũng hơi khùng khùng á. Em thích khùng như đám đông nha. Kiểu như em không đi chơi thoải mái, em không có suy nghĩ xung quanh. Em cứ nhiệt tình, nhiều khi tính em nó cũng hơi lố. Phụ nữ hiện đại là phụ nữ cần năng động. Ở trong giữa đám đông mình có thể hiện cá tính của mình. Dạ. Mình làm cho người vui chứ không có gì đâu quá đáng. Miễn sao mình kiểm soát được rồi. Dạ. Em có tật xấu gì không? Em ăn nhanh. Không sao, ăn phải nhanh mới bự vậy chứ. Dạ. Em không có thùy mị. Lúc hát đó vậy. Giọng được rồi. Ấm, nụ đàn. Mà em nói mà. To lắm, đi chơi em nói to lắm. Có sao đâu, chị cũng nói to nè. Rồi, điểm mạnh là hát hay ha. Bạn gái bên kia là một người con gái hiện đại, năng động. Cũng dạ. Có một chút xíu tài lẻ mà có thể làm hấp dẫn đối phương rất nhiều. Dạ. Mình sẽ tham khảo ý kiến người thân để xem sao. Dạ. Bạn đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em. Lúc nhìn đầu tiên lên sân khấu á, thì em nhận xét là em nhìn thấy cái vẻ hiền của chị. Thứ hai nữa là nhìn chị hơi thật thà và có nhiều cái tố chất giống bên đàn trai, là như là thích nấu ăn, thì hai vợ chồng có thể sau này hợp với nhau thì chia sẻ với nhau. Đàn gái có nói là như làm gái làm lố quá, thì có thể mà sau này về khi mà tìm hiểu với nhau á, thì em nghĩ tình yêu có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy lố không? Thật ra thì không phải là lố đâu, tại vì cái đó là cái bản tính mình nói nhanh với lại có thể là nhiều chứ không phải là lố. Đúng rồi, đâu có gì lố. Không phải là lố. Dạ. Đúng không, tự nhiên đang ngồi thì không được. Dạ. Còn nó dụ như mình hát lớn lên mà hát hay thì được. Ok, mình múa. Dạ. Mình múa đẹp, mình có quyền. Đúng rồi. Bạn gái. Cảm ơn bạn thân. Dạ, em đi với mẹ với em gái. Theo má nhận xét thì thấy bạn chơi của con cũng thấy cũng được. Có duyên có số thì vừa lấy nhau thôi. Con cũng có cho nhau một cơ hội đi. Rồi tìm hiểu, nếu mà cảm thấy được thì đi đến. Bé Tuyền cô là cái tính nó nóng tính, nó thẳng tính lắm. Ai mà không biết thì ghét nó, nhưng mà khi hiểu rồi là rất là thương nó. Dạ. Rồi em gái, em thấy anh để tương lai thế nào? Không đẹp, không có xấu, nhưng mà nhìn dễ nhìn, sạch sẽ. Em gái thiệt tình quá. À, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thử xem. Kéo màn. Và muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Có mụn giống em. Không sao, mụn thì sau này nó sẽ hết thôi. Dạ. Không sao đâu. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận bằng trai thế nào? Dạ, cũng sáng sủa. Dạ, thấy không có cái gì nó xa quá. Dạ, em thấy gần gũi ạ. Nhìn em thì dễ thương. Anh thích. Tại lên đây rung quá, anh cũng không biết nói gì nhiều quá. Anh tương lai có tính ra đây làm không ạ? Hồi trước anh cũng có làm ở trên Sài Gòn, nhưng mà tại vì nhà anh thì có mình anh con trai thôi, anh có một người chị nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn ở gần ba mẹ, nhiều khi chăm sóc cho ba mẹ. Tức là gắn bó ở Vũng Tàu anh? Do hai bên thôi, thỏa thuận như nào. Tương lai có thể là em về quê, về Đắk Lắk á. Tuổi má em cũng cao. Sau này không làm được thì giao lại việc buôn bán cho em á. Anh với em thì có bữa nếu mà hẹn hò thì chúng ta bàn chuyện đó thôi, không sao hết. Sale thì mình thị trường nào mình cũng có thể làm được. Dạ. Năng lực của mình thôi. Mà ở quê anh được không? Chỗ nào có con người chắc sẽ được thôi, chứ không có gì hết. Dạ. Quan trọng điều gì ở vùng đất đó có cái gì, có để cái mà gì ta để tới đến thôi. Dạ. Mình rất thích cái câu của bạn trai là nơi nào có người thì chắc là mình ở được thôi. Thuyết phục quá. Mình bấm chuông đi em. Trời ơi. Bãi biển Vũng Tàu rất nhiều người tắm, trong đó có rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn thiếu một người, và người đó anh chắc chắn đó là em. Ví dụ thế. Cơ hội cuối cùng nha. Thôi, 1, 2, 3 nghĩ đi. Ủa, bà biết cái gì? Trời đất ơi, sao lẽ giờ tôi chỉ nữa chứ. Biển Vũng Tàu sẽ không bao giờ có sống nếu không có em. Thôi được rồi. Để tay vô nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, cái cảm giác trong người mình như thế nào, thấy có xao xuyến chút nào hay không, có linh cảm cái người đối diện đó sẽ là một cái người đi với mình chung một đoạn đường dài hay không. 1 2 3 Hết thời gian.
sợ cổ không bấm á. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau trước đi. Bây giờ là nắm tay được bạn gái rồi, mình nói vì gì với mẹ chồng tương lai? Nói gì với mẹ vợ tương lai đi. Dạ con chào bác, con hứa với bác là con sẽ không để cho em chịu khổ. Biết yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc lo cho vợ con là được rồi. Nhà cô ở xa lắm, ở trên Đắk Lắk con có lên được không? Đó. Dạ thì ở đâu, ở trong bản đồ Việt Nam là con đi được. Rồi vậy đi. Dạ. Hay lắm á, giờ mới nói cái câu đó. Rất là bản lĩnh.